Đà Phật và lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến, thì hôm nay chúng ta gặp gỡ với nhau để chúng ta chia sẻ qua những cái giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Thì đồng đạo mình, huynh đệ chúng ta gặp gỡ với nhau, bây giờ mình thấy đó là trong cái sự chia sẻ đạo đức, rồi đồng đạo mình có mà một cái điều gì không, có ý kiến gì để mà mình chia sẻ không? Đồng đạo mình ở dưới có ai hỏi gì không? Thì thưa sư huynh, cũng như là Đức Thầy có nói câu là sóng bể cuộn phương đông, chừng nào mới cho xong? Câu ấy nhân dân hỏi hải trợ lệnh thiên công, thì Đức Thầy đã nói mấy chục năm nay rồi. Bây giờ Trung Đông nó đã đánh rồi, thưa sư huynh cũng như là huynh chia sẻ bà con nghe, cũng như là sóng nó đang bể cuộn phương đông, bây giờ nó đang đánh rồi. Thì huynh thấy nó có chừng nào mới nó có biến chuyển tới nữa huynh? Chia sẻ cho bà con nghe huynh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì để vào vấn đề chia sẻ hôm nay, thì đúng ra là đồng đạo hỏi câu này quá hay rồi, nó cũng biểu hiện cho mình thấy đó, là sóng bể cuộn phương đông đó, chừng nào mới cho xong, câu ấy nhân dân hỏi. Như vậy là sóng bể cuộn phương đông thì mình thấy rõ ràng là hiện bây giờ đó, là Đức Thầy có nhắc cho chúng ta biết đó, là hiện bây giờ luôn, mình nói tới cái Âu á, Âu Á đó, mà mình thấy rõ ràng không, Đức Thầy nói Âu Á lung tung nhựa máu đào, bá tánh sai xưa mùi phú quý sau này sẽ dướng cảnh đồ lao. Như vậy thì hôm nay mình thấy là hiện bây giờ đó là hằng gì, hằng Nga với hằng Urana, rồi những cái mà nước khác đó, nó đang xâm chiếm, nó quánh với nhau, bây giờ tới Âu rồi tới Á luôn đó. Bây giờ quý vị không có chuẩn bị hết rồi, coi như là chiến này là coi như là tới cái ngày mà Đức Thầy cho biết đó, là khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau, thương nhân xanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than déo dắt, mà khắp đông tây nam bắc chịu sầu. Như vậy thì quý vị thấy là hiện bây giờ đó, Đức Thầy đã cho biết đó là khắp thế giới là chuẩn bị hết trơn rồi, binh lương rồi là chuẩn bị hết trơn rồi, cụ túc đó. Như vậy thì bắt đầu là nó đang gom, bắt đầu nó tranh giành với nhau. Như vậy thì mình thấy là cái việc biến chuyển nó sẽ sắp diễn biến đến màn trời, và gọi là thường thường ta nói màn trời chiếu đất. Nhưng mà quý vị mình nên thấy đó là trong cái sự mà chiến tranh này đó là do nơi con người chúng ta gây tạo. Bây giờ quý vị thấy không, tại sao là mình phải bị gây ra những cái quả chiến tranh, là vì do lên loài người chúng ta tàn bạo gây nên. Bởi vì thầy nói sao, ta có phép huệ linh cũng không thể cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Bây giờ mình thấy hiện bây giờ Đức Thầy nói cũng là do lơ con người chúng ta gây tạo, là cũng như mình nói chung ra là những cái sự mà mình sát giết quá nhiều đó quý vị. Bây giờ mình nói tới cái giai đoạn mà động đất là nguyên nhân sao, sóng thần là nguyên nhân sao, là cũng do nơi con người chúng ta. Thường thường cây cối nè, hiện giờ mình thấy đi, là quý vị á, là hồi xưa là cây rừng rồi này kia có nhiều cây á, bây giờ mà đốn bớt biết hết rồi, rồi thành thử ra những cái sự mà thiên nhiên nó chống đi, thành thử nó ảnh hưởng đến cái sự mà bão, rồi còn cái sự động đất á, là do nơi nó múc, rồi á, là coi như là nó lấy những cái mà ở dưới sông rồi đó, nó lấy những cái như cát hay là đất gì đó, quý vị thấy không, rồi nó ảnh hưởng đến một cái sự mà động đất. Thì bây giờ mình thấy là rồi cái sự chiến tranh là do nơi cái gì quý vị? Do nơi loài người mình tham, cũng vì tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, cho nên những sự ấy đã xô đẩy con người vào những cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tài trợ, những tấn tuồn giặc giả, cướp của sát nhân, những vụ nồi da sáo thịt và những tương sát tương tàn, những điều hung hăng bạo ác cũng do sự tham lam mà ra cả.
Cho nên năm nay mình thấy do nơi con người chúng ta gây tạo không à. Cái hồi xưa đó ông bà mình là thấy không quý vị, đi ít chữ năm nay chết chân chắc người ta ngay thẳng lắm. Bây giờ là đời bây giờ là cũng vì cái danh với lợi mà sống được bao nhiêu năm đâu, mà cứ tranh giành hoài à. Bởi cho nên đồng đạo hỏi sống cuộn bờ phương Nga ra đông đó, chừng nào mới cho xong. Câu ấy nhân gian hỏi. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là do nơi con người chúng ta cũng vì tham mà mới xâm chiếm. Bây giờ mình thấy cái cảnh khổ hiện bây giờ đó, mình sống đời người được bao nhiêu quý vị? Sống đời người là chỉ có là thường mình hay nói thế gian đó, thì người ta cho là sống 100 năm. Nhưng mà có người thì nói là sống vài mươi năm, rồi có người sống vài tháng vài ngày. Nhưng mà Phật nói đời người sống chỉ có một tấc hơi thôi, hít vô mà không thở ra thì rồi tiêu siêu mạng. Ôi tan không khí thiên ban tại dũng nhất đám vô thường dạng sự hư, muôn việc đều mang lấy tắc hơi, mà hơi vừa dứt thì cuộc đời cũng dứt. Quý vị thấy cuộc đời mình thấy là nó ngắn ngủi lắm, mà mình tưởng đâu sống lâu dài. Thôi bây giờ mình nói cái sự chiến tranh đó đó, bây giờ lỡ mà mình thắng cuộc đó rồi mình sống được tồn tại không quý vị? Mình ăn được bao nhiêu? Mình ăn có một chút à, mà mình muốn bao gồm. Bây giờ là quý vị thấy không, chết biết bao nhiêu sinh linh đầu tháng là cũng vì do nơi sự tham mà gây ra. Nó thành thử ra hôm nay á, Đức Thầy đã nhắc cho chúng ta biết là cái cảnh khổ của là cái đời hạ nguyên mà kiếp này nó đã cạn kiệt rồi, tới cái ngày lập lại đời thượng nguyên. Nghe quý vị hỏi sao vậy? Bởi vì sẽ diễn biến tới lập lại đời thượng nguyên mới có cái sự chiến tranh này nè. Nói tới đây nghe quý vị, năm nay là quý vị biết là Đức Thầy nói là cái sự mà canh thình đó bước tới thiệt là rồng, năng lúc dậy dùng nổi lia long đông, chiến tranh thảm khốc toàn lễ thứ, lo nổi đó đau giống đặc hồng. Như vậy thì quý vị thấy là năm nay là bắt đầu vô năm canh thình, tức là năm thình đó, giáp thình. Năm giáp thình là nó vô rồi, bởi vì là năm thình rút tiệt là rồng đó, năng lúc dậy dùng nổi long đông là bây giờ mình thấy cái năm nay là năm năm thình rồi. Mèo thì đã rồi là quý vị thấy rồi đó, nó cảnh lao sao rồi đó. Rồi bây giờ tới thình nè, Thầy cũng có nói cái đoạn mà cuối năm thình sẽ lo vận chuyển, là chỗ đó là tức là cái diễn biến nó sẽ diễn tới coi như là nó tấp nập tới, nó làm cho con người chúng ta phải khổ đủ cách hết trơn đó quý vị. Rồi bây giờ mình thấy không nè, nội cái câu mà Đức Thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số, qua cái trận đau là kể thôi vô số, mà chưa đâu, cái đó chỉ Covid nhẹ nhẹ thôi. Rồi sau này thêm tà mai quái chặt đường nữa, trốn hồng trần này nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Bây giờ quý vị thấy không, là những cái sự mà đau khổ của loài người tàn bạo gây nên là do nơi cái gì? Tham. Bây giờ hôm nay Đức Thầy nhắc cho chúng ta biết, lớp thì ác thú dậy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng ấy là mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa mà chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Đức Thầy nhắc cho mình phải gắng lo tu. Kỳ này là kỳ coi như là mình biết là cái kỳ ăn xá rồi, mà coi như mình không chịu lo tu đó là không có còn kỳ nào nữa trơn á. Nay tu phải lúc, không chịu tu thì đành chút linh hồn muôn kiếp sau cho mạt dùi chôn, dễ gì mà gặp cơn này nữa. Thấy không? Bây giờ cái cơn này là cái cơn cuối cùng mà lập lợi đời thượng nguyên. Chỗ nào lập lợi đời thượng nguyên đâu quý vị? Đức Thầy nói nè, là từ ở trên mà Thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số, là bây giờ là nó vô số, kể là bắt đầu tới chừng đó mới lập lợi đời thượng nguyên. Thiên tà mai quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Rồi khắp thế giới của nhà tan nát cùng xóm làng, thưa thớt quạnh hiu. Rồi bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng diệt lập đời trở lại. Tức là hiện bây giờ Thầy đã cho biết nay tặng diệt lập đời trở lại nghe quý vị. Rồi khắp lê thứ biến di thương ngại mới dùng phép màu lập lại thượng quân. Như vậy là dùng phép màu ngài mới lập lại thượng quân, là sống cái đời thượng quân an lạc.
người sống muôn tuổi sống vui vẻ mà bây giờ mình không chịu lo tu để chừng nào đây? Rồi bây giờ mình thấy đó, những cái cảnh mà hiện bây giờ đó, quý vị thấy không? À, mấy ngày nay quý vị có nghe tin gì đó là ở Hà Nội rồi đó, quý vị thấy ghê không? Những cái cảnh sấm chớp rồi là trời biến chuyển đủ cách hết trơn. Hồi đó giờ đâu có cái tình trạng này quý vị. Mà bây giờ là Đức Thầy cho biết trước luôn là diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn rồi, cho chằng ngã tường nơi lao lý. Có nghĩa là cái việc biến chuyển nó sẽ diễn biến tới rất là ghê gớm lắm, mà mình không chịu chuẩn bị lo tu là uổng lắm nghe quý vị. Cuộc đời mình nó rất là ngắn ngủi lắm à, cho nên ngày nay lại đã qua đời, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, cổ thêm lại có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái mũi như chầu để dương. Rồi tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mắt mà tìm phương cứu mình. Bây giờ mình thấy không quý vị, cái cuộc đời mình nó đâu có được bao nhiêu năm đâu mà mình không chịu lo tu. Rồi bây giờ mình thấy không, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tu có giờ một, chỉ một cái sự mà động đất rung linh nhẹ nhàng thôi thì tiêu hết trơn biết bao nhiêu ngàn người quý vị. Thì như vậy là mình thấy cái cuộc đời phải là nó khổ không mai duyên đó. Mà chúng ta không có sanh vào chỗ đó, mà chúng ta sanh vào cái chỗ gọi là có Phật ra đời, thấy không? Mà Đức Thầy đã nhắc cho chúng ta biết là ai có duyên thì xin nghiệm ngẫm lại, có duyên mình ráng lo mình tu đi. Bây giờ mình thấy những cái cảnh mà ở Hà Nội mà cái sự biến chuyển đó là quý vị thấy không? Nó rất là ghê gớm rồi đó. Bây giờ trước mắt chúng ta là như vậy là mình thấy rồi đó. Vậy thì mình phải thức tỉnh tu để cản trễ người ơn đó. Thì cái ý đó là như vậy đó. Dạ thưa sư huynh, cũng như là như ông tân sĩ có nói là khắp trời tiếng sấm nổ kinh hoàng, nước dãy gió đùa sóng phủ lon, máu giặt thú người, xác giặt thú thú là trôi lởn ngển đó. Thì như vậy thì cái đoạn đó nó có ăn vào cái chỗ như là bây giờ là nó bị sét đánh hay không huynh? Thì bây giờ nó biểu hiện cái điều đó đó là chưa đâu, nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nói tới đây đó, sau này nè là quý vị biết đó là cái cảnh là khổ còn ghê nhiều lắm. Là nước mà dưng lửa cháy đó, Đức Thầy có nói đó, dòm đừng chờ lửa cháy liên miên, tiêu điều sản giặc điềm viên, thần thông biến quá dưới miền trung ương. Như vậy là mình thấy những cái cảnh khổ là Đức Thầy có nhắc cho mình biết là để đến việc phong ba biến chuyển, mình không chịu lo tu thì phong ba nó biến chuyển thì nước dưng, phải không? Đó, để đến việc phong ba biến chuyển rồi sao, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, mới là sợ chết trước mong mà không ai cứu, bỏ lòng người ác gian. Như vậy là cái cảnh hồng trần này nó tợ biển mênh mông là nó nhiều lắm. Cho nên bây giờ á là cái cảnh mà coi như là Đức Thầy nhắc cho chúng ta biết là để nước tới chân mới nhảy đùng, thì lúc đó là không có còn kịp nữa. Mình phải gắng lo tu gấp đi, bị gì nhiều khi lời chân trách hình như nói xỏ à, mà không công nào có biến đời, thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời. Như vậy là tức là Thầy đã thấy cái chúng sanh đang khổ, Ngài là thấy đi đường lạc lầm Ngài mới khuyên. Thì bây giờ mình biết là cái cảnh khổ nó tới rồi, nước kia lửa nội tưng bừng nè, thảm cho thấy tự lẫy lừng nặng tay, thờ cũng bởi không ai tu niệm, cứ lặng lờ ngạo biến phê phan. Đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá mà khắp tràn hải văn đó. Như vậy thì quý vị biết đó là hiện bây giờ đó là nó sẽ diễn biến tới một cách rất là ghê gớm. Bây giờ mình thấy không, những cái cảnh cổ mà tại sao mình ở đây mình được thông thả, mình không có gây ra những cái khổ não, rồi là coi như là những cái cảnh mà như là động đất hay là sóng thần hay là những cái cảnh mà coi như là giặc giả, là vì mình đã có duyên mình mới sanh về nơi cái vùng An Giang. Còn những cái cổ khác đó quý vị chịu khổ lắm. Bây giờ tôi nói mấy hôm nay nè, tôi cũng có đi về Sóc Trăng đó. Quý vị biết đó, cái người dân ở đó hầu như là không có duyên với thầy mình,
Cho nên á, tại sao ngài đi tới Cần Thơ, rồi ngài đi qua tới ngang Sóc Trăng mà không ghé mà tới Bạc Liêu, là vì cái người dân ở đó tiếng Việt không có rành. Chính bản thân tôi biết về đó là nhiều khi nói á, tôi mua mà cái loại mà khô đó, khô chai đó, là tôi cũng như cho bà con người ta ăn thử đó, nói ủa cái gì khô gì mà ngộ mà ngon. Có nghĩa là họ chưa biết ăn chay là cái gì, nói tới ăn chay họ không biết. Còn như mà cúng, ví dụ như bây giờ cúng dường đó, là coi như cũng còn ăn gì thịt cá, nó ngộ chỗ đó đó. Còn mình ở đây có thầy ra đời dạy mình là coi như là tương nhớ muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Mình tin vô cái chỗ đó. Bởi cho nên cái cảnh mà hiện bây giờ khổ là do nơi cái gì? Mình tạo quá nhiều cái tội nhân quả. Lực nhân quả không bao giờ sai chạy được quý vị. Bởi vì mình gây ra quả không à. Lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cuộc ghen chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc hẳn ngay, cứ bền chí của ngài thông thả. Bây giờ do nơi cái chỗ mà mình gây ra những cái chỗ khổ đó, là do nơi cái nhân quả mình gây tạo không à, chứ không có cái gì khác. Mình trồng cái gì thì mình hưởng quả nấy nè, thấy không? Trồng bông kiện thì giống chi hưởng nấy. Có cái là tại vì mình không chịu gắng cố gắng trồng giống tốt, gặp giống tốt hãy mau cài cấy đó. Bởi cho nên mình nhớ cái nhân quả mà Đức Thầy đã cho biết đó, là đời xưa trả báo thì chạy nghe, đời nay trả báo một giây nhãn tiền nó lẹ vậy đó. Bởi cho nên là mình tạo cái gì thì mình gây cái quả đó à. Một việc ác là một tờ giấy nợ, thân này chưa trả thì đợi thân sau, dai bao thì phải trả bao. Mà xưa nay nhân quả lực nào nấy ai. Bây giờ mình nhìn lại coi quý vị, cái mà nhân quả mà chúng ta gây tạo đó, mình nhìn mình tự trong gia đình của mình thôi. Có những khi những cái cảnh mà tại sao mình phải chịu những cái cảnh khổ, là do nơi mình gây tạo không à. Bây giờ tôi nói đồng đạo mình ở đây thì mình biết là hồi xưa mình còn đời đó, mình ăn, mình nhiều khi á nấu tới cái nồi mà thịt kho đó, ăn vô chưng ra là ăn ba cái thịt trước ba đậu đó, chừa là cái mỡ không à. Bắt đầu cái biết sao không, vô cái người ăn sao đấy, ăn thứ gì đâu, ăn trên đầu trên cổ không, ăn lửa thịt. Còn bây giờ mình kho tàu ủ một nồi đó, vô đâu có ai dành ăn, cũng cái nhân mình gieo mình mới gây ra, cũng vì miếng ăn mà mình mới gây ra cái nhân quả, thấy không? Cho nên mình thấy đó quý vị, hôm nay mình hiểu được cái lời Đức Thầy dạy là từ cái thấp lên cao, là Đức Thầy không có ép buộc mình. Đầu tiên là vô ngài cũng biết là cái căn cơ thời xưa đó là dạy cho mình ăn chay 4 bữa, rồi từ từ mình lên. Mình phải hiểu cái chỗ đó đó, học mà phải lên lớp. Chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Có cái bà dưới mà ở dưới căn cứ nè, bà nói tôi nghe lời thầy dạy à, là chay 4 bữa, tôi ăn tới giờ 4 bữa mà mấy chục năm nay bà cũng ăn 4 bữa nữa. Rồi tôi nói còn 26 ngày nữa rồi cô ăn cái gì. Bà nói thì 4 bữa, còn 26 ngày kia tôi mua thịt mua cá tôi ăn. Như vậy thì 4 bữa này mình trừ được 26 ngày được không? Thành thử ra quý vị nên nhớ rằng, đừng có nghĩ rằng mượn cái câu mà Đức Thầy dạy là 4 bữa là vì căn cơ cái lớp học. Mà nếu mà mình ăn 4 bữa hoài, mình hằng ngày mình nguyện đó, bây giờ quý vị mà ăn 4 bữa cũng được nữa, nhưng mà quý vị hằng ngày ráng cúng nguyện, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh dữ. Quý vị là mình phải ráng làm lành rồi lánh dữ nữa. Thầy dạy mình có ngàn có nhị ở trong đó đó quý vị. Cho nên á, nói về cái nhân quả là do nơi chúng ta gây tạo. Bây giờ quý vị thấy á, là nội ở đây mình còn biết nghe, chứ mà cái vùng mà từ thành phố mà dài ra đó, nói tới cái ăn chay đó, dường như có người ta nói muốn ăn chay cho nó đẹp, cho da mặt mịn màng. Còn có người ăn chay thì họ nghĩ rằng ăn chay hết bệnh, thấy không? Còn là còn không có mua về nữa, không cũng treo lên đó nữa. Thì mình nói cho mau nghe, có nghĩa là treo lên đó rồi xong rồi đó, thì quay lại tới giờ trưa, quay lại thì miếng thịt mắc nữa. Ông mới tức quá đi. Cái bữa đó ông vừa làm mà ông vừa treo ở đó ông gình. Thì ông gình là như vậy, là vừa treo ở đó thì bắt đầu là ông gình thấy con mèo đó, nó đang dòm cái bọc thịt. Thì cuối cùng lợi đó là ông nói rồi, mày chứ không ai chứ.
thì vừa xây bắt đầu á là con mèo mới vừa ngùm nghiêm nghiêm mà ông chụp con mèo đó, ông bỏ vô cái cối xây gạch đó. Tôi nói quý vị nghe, tôi nói nghe linh láng hết trơn. Rồi đó là quý vị biết đó, đâu có mấy ngày sau thôi, nó vô tình. Vô tình rồi đó là quý vị biết cái cục đất đó, ông bỏ vô sao đi mà nó đang dính ở trên cái bánh mà gọi là cái đồ mà lăn á, nó dính thì nó không xuống. Ông mới lấy cái giò ông nhắn sao mà cái cục đất nó sọp đó, nó vớt xuống cái giò này, nó nuốt vô luôn, nó nuốt nó nhai vô. Thì bắt đầu á là quý vị biết á là ông la lên thì con vợ của ông là chạy lại, thì lúc đó đang ấy gạch nè, lúng cúng quá dòng máy dầu mà nhắn sao mà cái máy nó lên ra, nó nuốt xuống tới cái và gần cái qua cái đầu gối ông luôn, tới cái đùi luôn, là tôi nói cái giò dập nát hết trơn. Thì lúc đó là vợ buông ra, thì lúc đó là nó nuốt vô tới cái đùi rồi. Thì cuối cùng lại là bà con ở đó nó súng lại gỡ ra rồi đưa xuống chuồng. Thời đó mà cái tay nước lên còn có đó, rồi bắt đầu đưa xuống chuồng đi bệnh viện. Ai ngờ vừa ẩm xuống chuồng rớt xuống sông cái nữa, lật xuống chuồng rớt xuống sông cái nữa. Quý vị thấy ghê không? Cho nên cái nhân quả nó chả không bao giờ là sai lệch được, nó chả liền cấp tốc. Bởi vì hồi xưa quả báo thì chày đó, đời nay chả báo một giây nhãn tiền nó lẹ gì đó. Cho nên á, mình nói tới đây nghe quý vị, là hồi xưa tôi tạo nhiều cái tội ác là nè, mằng vịt mằng gà nè, vịt gà đó là coi như là mình giống mà cái thờ mà mình chơi mà đá gà đó, dòng con gà mà thua rồi đó ông. Cái thằng bạn tôi nè, ông tin không, nó cầm cái dao gì nè, ăn gà mà đá thua nó lấy nó chặt cái cần cổ con gà, cái cụp luôn, văng cái đầu ra luôn. Tôi nói đệ ơi, cái là đợt mà tôi ở Long An đó, y làm một cái nha, tôi nói ốc ác tôi tới giờ còn nổi. Con gà mà đá thua rồi nó chặt ra luôn, nó chặt cái đầu, văng cái đầu ra luôn mà. Nó mà hồi xưa nói thà mình ăn mình cắt cổ mà, hồi đó tôi nói nha, nói về cắt cổ gà thì thôi, nói bây giờ mình mới gây ra cái bệnh này. Nhưng mà nhờ á thời gian mình giác ngộ mình tu, cho nên quý vị ơi, cái lực nhân quả nó không bao giờ sai chạy được đâu, chúng ta phải gắng cố gắng. Thì hôm nay trở lại vấn đề, có nghĩa là đồng đạo hỏi bây giờ á là sống cuộn ở phương Đông đó, chừng nào mới cho xong. Câu ấy nhân dân hỏi như vậy thì quý vị biết cái cảnh là do nơi chiến tranh là loài người mình cũng tàn bạo gây nên thôi à. Thì hôm nay mình do nơi cái gì? Do nơi cái lòng tham của chúng ta. À, bây giờ mình gắng cố gắng mình lo tu, đừng mà mình mới vượt qua những cái bể khổ này. Đức thầy nói khổ đà đi đến như tên luôn, nó bây giờ là nó đi nó khổ như tên vậy đó. Gắng lo tu niệm tìm nàng vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho danh. Thì như vậy thì hôm nay chúng ta thấy cái cảnh khổ nó tới kế bên rồi mà mình còn chưa chịu tu nữa, là mình thấy nó rất là ổn quý vị. Đời người sống rất là ngắn ngủi. Bây giờ mình thấy không, nó mau lẹ nè. Mới sớm tôi bây giờ đó là hai người mới có ba mấy tuổi đi vô cầu tiêu đó, tự nhiên té ngang chết. Còn cái bữa sóng gió mà dập dồn bữa đó đó, cái cây ở ngoài nhà của mà đồng đạo ngoài đó là nghe tin không, rớt xuống đó, là bắt đầu nó trúng cái không biết trúng ở đâu đó mà nằm xuống rồi là chở đi bệnh viện thì chết luôn. Nó như vậy thì mình thấy cái cuộc đời nó mau không quý vị. Ngày nay là coi như là vô thường nó rất là lẹ. Ngày nay lại đã qua rồi là nó mau như vậy đó. Cho nên ngày đến đi đâu kéo ngược. Năm về mãi chẳng ngừng ngang ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, rồi tóc bạc mình re lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mộng quyển, mà tử thần sửa soạn kéo vào quan. Rồi kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống xâm dày phỏng mấy mươi, mà lắm lúc đua chen vui lãng dặn. Rồi nhiều khi dùng dãy khóc qua cười, tuồn đời chuốt ngót cho xong tiếng. Cuộc thế trao rồi cũng mượn tắt hơn, hít vô mà không thở ra thì tiêu. Cho nên hôm nay chúng ta nên nhớ rằng phải ráng lo tu đặng mà gì? Ráng lo tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có chịu tu. Thấy không? Tại phải ráng lo tu đặng mà sống, chắc ai cũng tu hết trơn à. Nhưng mà tại sao Phật ông nói ráng lo tu đặng mà chết? Như vậy là mình phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Là đây là lời Đức Phật đã dạy cho chúng ta, phải ráng tu gấp đi quý vị. Bởi vì á, đúng ra Ngài dùng thần thông nghị lực, Ngài dùng hết những cái chí năng Ngài chuyển hóa cho chúng sanh tu hành. Nhưng mà con cái á, cái nghiệp mình tạo quá nhiều đi. Nói tới cái nghiệp mình đó, là mình tạo không biết bao nhiêu mà kể nghe quý vị.
Nhưng mà hôm nay mình được ăn xá xả tội ai mà giác ngộ tu hành đó, thì chắc ăn là kỳ này mình được ăn xá nghe quý vị đồng đạo. Ráng lo tu đi, bởi vì kỳ này là kỳ cuối rồi, kỳ này là kỳ xả tội rồi, thờ mạt pháp là kỳ đại xá rồi. Lực tu hành chẳng khó như xưa, tại gia tưởng niệm sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về. Người sẽ được liên quê chở gót, lại còn thêm lộng phép che thân. Lần này là lần thoát trần, nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu đâu quý vị. Cho nên cái kỳ này là được Phật ra đời, được đó là coi như là chánh pháp đã truyền lại cho chúng ta, mà mình không chịu tu phải uổng không quý vị. Mình được làm người là mai muôn thở đó. Nó như vậy thì mình đã được làm người là như vậy là mình đã quý rồi, mà mình không chịu tu nữa là phải uổng không? Nói cho quý vị nghe, nếu mà hôm nay mà tôi không gặp được cái giáo lý của Đức Thầy đó ha, là tôi không biết tôi sẽ đi về đâu, mà linh hồn phải chìm rớt cái địa ngục ở chỗ nào. Bởi vì mình đâu có tu, mà mai duyên đó tự nhiên nó khiến chuyển cho mình gặp được cái giáo pháp. Hồi xưa tôi kể cho quý vị sơ nghe, qua cái giai đoạn mà tôi cũng chết đi sống lại, và quý vị cũng thấy là cái đợt đầu tiên đó, tôi kể cho quý vị nghe mà không biết lâu rồi quý vị có nghe không. Thì đây tôi nói sơ thôi nha, là nhờ cái chỗ đó mà tôi giác ngộ tôi tu luôn đó. Hồi đó đó quý vị biết đó, là khi mà gần hấp hối đó hen, là cái linh hồn mà coi như cái thân xác tôi nó rất là ghê lắm, là nó quay cuồn cuộn nó một cái luồng đen nó hút mình đi. Cái này tôi kể cho gọn thôi nha. Như vậy thì quý vị biết đó hen, là lúc đó là coi như là tôi nói tôi chết không đó, mà nhờ con cái là lúc đó là tôi cũng có bà mẹ đó, bà ăn chay bà mới khuyến khích cho mình tu hiền cúng lại. Thì nhờ cái chỗ đó mà tôi niệm Phật, thì tôi niệm Phật đó quý vị, thì tự nhiên một hồi á nó hồi lại cho tôi. Mà nói tới đây đó là một cái luồng đen nó cuốn mình đi đó, mình thấy ghê lắm, nó xây cuộn mà không biết nguyên nhân gì mà nó cuốn mình như vậy. Thì cái tôi mới nằm xuống, tôi mới niệm Phật một hồi, nó hồi lại thì mồ hôi tôi nó xúc ra cũng như là ướt áo luôn, như nước vậy. Tôi hỏi ủa sao mà mẹ ơi, sao mà mình con nó ướt gì nè, là lúc đó chỉ bò thôi, tôi đâu có đi nổi đâu quý vị, là tôi nằm một chỗ mà tôi nè, tôi chỉ là muốn đi ra là tôi bò không đó. Tôi mới hỏi mẹ tôi, mới nói, tôi nói mẹ bộ con chết hay gì. Nhưng mà thực tế ra là bà mẹ nói là con khùng, đừng nói bậy bạ. À, như vậy là cuối cùng lại là mình nhờ có cái niệm Phật để là cái duyên đó mà mình chưa có chết. Chứ nói chung ra là nhiều khi muốn chết cũng được, mà muốn sống cũng không xong quý vị. Đó. Thì nhờ như vậy mà tới ngày hôm nay mình mới giác ngộ tu hành. Chứ thực tế ra, tại vì cái này là tôi chỉ kể sơ cho quý vị nghe, chứ câu chuyện của tôi nó rất là dài. Bây giờ mà mình không chịu tu là nó uổng lắm. Bởi vì á, hồi xưa tôi tạo quá nhiều cái tội đi, mà hôm nay tôi biết ăn năn sửa đổi. Bởi vì chỉ cần mình nghe lời thầy dạy nè, đua một lòng làm bạo làm sằng, ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Tức là mình trở lại con đường hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm, là Đức Thầy chỉ cho mình đó. Cho nên quý vị nên nhớ rằng là Đức Thầy nói là cái kỳ này là xả tội cho mình biết, chỉ cần mình thật tâm mình hướng thiện hoài đầu thôi, thì nội trong nhất khắc được chầu Như Lai, chí giàu sắp chết ngày mai mà bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên. Như vậy thì mình trở lại con đường giác ngộ, mình tu hành thì sẽ được Phật cứu. Mà hôm nay á mình dễ tu nhất nghe quý vị, kỳ này là kỳ ăn xá mà Đức Thầy đã ra đời để rút trong các lực các kinh, tùy lòng không ép mà in giảng này. Như vậy thì đem những cái giáo pháp cho mình, chỉ đường cho mình được giác ngộ tu hành là một cái điều quý báu, mà hôm nay chúng ta không tu rất là uổng. Bởi đồng đạo hỏi là cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến tới cho mình thấy đó, chừng nào mới cho xong đây, do nơi cái nhân mình gây tạo không à. Mà bây giờ tất cả quý vị mình chạy lại con đường giác ngộ tu hành mau đi, bởi vì đò chiều giếng chót rồi. Mà Đức Thầy nói là mau thức tỉnh, tu thân kẻo chề đến tội rồi mới hối muôn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan
gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mắt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng qua đến e cho khó tranh. Như vậy thì việc tu thân mà thiện tính hững hờ, chừng cái quả đến là khó mà tránh được quý vị. Cho nên thôi bây giờ gắng tu đi, bởi vì cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến, chiến tranh giặc giả bây giờ nó kế bên rồi. Và giờ hết năm Thìn này nè, quý vị thấy sẽ lo dặn chuyện, cuối năm Thìn sẽ lo dặn chuyện là chỗ đó đó. Bây giờ mình thấy năm nay là bắt đầu nó diễn biến những cái sự khổ não nó kế bên hoài. Đó, cho nên hôm nay chúng ta phải gắng tu cho gấp đi quý vị ơi. Cái kỳ này là coi như là Đức Thầy ra đời là gốt kháo lại cho mình rồi. Cho nên để cho chúng ta dễ tu, mình nhìn cái cảnh đời nó đã khổ kế bên rồi. Khổ nó coi như là quý vị nhìn như bây giờ đó, nó đi theo cái chu kỳ nha. Còn cái chặng là sơn băng kiệt thị đó, rồi lửa cháy liên miên, rồi nước dân, nó đủ hết trơn. Như vậy thì sau này quý vị thấy đó, mà mình không chịu tu thì làm sao mà mình mà được hưởng quý vị. Mà tới cái đời là coi như hạ quân này nè, Đức Thầy đó là lọc lừa sàng sảy đựng sống đời thượng quân. Nay tặng việc thật là lập đời trở lại đó. Thì hôm nay chúng ta phải gắng. Thì đồng đạo hỏi trong mấy câu giảng mà sống bể cuộn phương đông đó, chừng nào mới cho xong. Thì chiến tranh xảy đến rồi á, là lập lợi đời thượng quân, là lúc đó người sống coi như an lạc, người sống muôn tuổi, sống nhàn nhõi. Mà bây giờ đời hạ quân khổ rồi, ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi, mà mình còn chưa chịu tu phải ổn không. Thì thôi hôm nay tôi chỉ gọn gọn chia sẻ qua cái phần mà đồng đạo hỏi cái cảnh mà sống bể cuộn phương đông đó, chừng nào mới cho xong. Câu ấy nhân dân hỏi thì bây giờ mình thấy hiện bây giờ là nó sẽ diễn biến tới kế bên rồi còn cái gì nữa. Nhưng mà nó sẽ đi hoài 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 tới hoài, rồi tới cái ngày tặng diệt lập đợi đời thượng quân, là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng diệt lập đời trở lại. Quý vị đừng có nghĩ rằng là nó sẽ lâu, nó mau lắm, 12 tháng nó còn mau tới. Thì tuần đời cũng chống đổi thay đó, chữ phù văn phú quý nay mai lưng với chuyện giờ qua đỡ lại, cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống như trăm tuổi lão bành, đời hạng vơ hay chết tuổi xanh, như thở trước nhan hồi còn trẻ, miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bằng hàng đừng có tung thanh. Thôi bây giờ mình ráng tương với muốn cháo rau đạm bạc, nghèo đương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhà ngạ, dáng do quý vị tương vừa giữ phận cho tròn, đi cuối năm thăng dậu mắt còn sẽ phanh. Hay là tức là chúng ta gán là thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng đòi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn, lạc chay đi chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thì bây giờ do nơi chúng ta gây ra cái nhân quả mà phải chịu cái quả này đây đó, cho nên cắt cổ mổ bụng lột da chiên xào nóng nướng cũng do nơi cái nhân mình gieo. Thì hôm nay chúng ta gắng cố gắng để trở lại con đường giác ngộ tu cho gấp, bởi vì là ông thầy ông nói rồi, ông là chỉ cho mình ăn chay có cái gì đâu, mà tại vì mình làm không nổi, mình nói ăn chay không đủ sức. Nói thiệt chứ quý vị, ăn chay đó mình làm sức còn dẻo dai, giống như cái người ăn chay mà ngồi mà thiền định á, người ta ngồi là coi như là chịu đựng được, còn cái người mà ăn mặn nó máu nó đông nó dễ bị là tức là khó ngồi lắm. Còn cái người ăn chay đó là người ta rất là mạnh mẽ, người ta máu người ta rất là thông. Quý vị vô á, bệnh viện cũng vậy nữa, máu mình nó lỏng nha quý vị. Cái người ăn chay nó máu lỏng bởi cái bệnh chặn Covid rồi đó, quý vị thấy không. Trên tàn là cái người ăn mặn chết là nhiều, cả người ăn chay quý vị thấy có ai chết được bao nhiêu người đâu. Đó, cho nên những cái người già tuổi là coi như là yếu yếu là rồi bị giặt chết hết. Thì bây giờ nè, chiến này là tôi nói với quý vị nghe, bệnh đau là coi như là kể thôi, là lúc đó là vừa bệnh rồi vừa chiến tranh, nó dập dồn tới là coi như là quý vị ơi gắng thôi, giờ mình gắng lo tu đi chứ không còn đợi gì nữa. Lần này là lần thoát chặn đó quý vị, nếu không tu không còn lần nào nữa đâu. Thôi giờ tôi cũng có đôi lời khuyến khích quý vị mình gắng cố gắng trên con đường tu của mình, tức là trắng tinh tấn dù thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dù ai có phá rối đức tin ta cũng cứ một đường đi tới, cứ một đường thẳng bẳng mà mê ô chừng đó mới là màu nhiệm,
mùi đạo diệu chúng dân gián kiếm trễ thời kỳ khó gặp đăng ta. Lần này mà mình không chịu lo tu thì không còn lần nào nữa đâu. Đức thầy nói là thả thiền từ bến giác năng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng khó đưa. Chờ sớm ra kế lại thấy chưa năm cũ đó rồi qua năm mới. Cho nên là nó lẹ lắm, nó mau lắm, nó thay đổi. Mình mới ở đây là mấy chục năm mà mấy chục tuổi hết trơn rồi, đầu bạc hết trơn rồi nữa, phải không? Như vậy thì mình ráng tu cho gấp, chứ để vô thường nó tới rồi làm sao mình tu kịp. À, vô thường mau lẹ là chỗ đó khá hồi đầu, thân này đi khó chẳng bền lâu. Mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu. Khuyên ai tinh tấn tầm giải thoát, không tu khi chết phải gì đâu. Nếu không tu thì rớt dưới địa ngục chứ. Ngục môn đầy quỷ vô thường ở dưới, nó dắt hồn kẻ bạo diêm dương lực chừng. Ở dương thế này mà tạo nhiều cảnh khổ thì xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Đi lưới trời thưa rộng thông tin, chớ chẳng lọt những người không ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác thì quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước linh ninh phạt chỉ thưởng, hai đường tỏ rõ. Như vậy thì mình ráng cố gắng lo tu đi quý vị, đến thôi khi dớt xuống dưới rồi là thôi không ai cứu mình được đâu. Ở trên đây mình không chịu lo thì tới chừng để nước tới chân cái lùng mình tu đâu có kịp nữa. Bây giờ mình ráng lo trước đi, chắc ăn cái hộp giống của mình, giống như mình làm mình để dành vốn trước đó. Bây giờ mình chắc ăn là mình muốn đi thành phố hay đi Sài Gòn gì thì mình có vé rồi, thì chắc ăn mình sẽ được hưởng cái về quả cái gì ha. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, chúng ta cũng hôm nay cũng chia sẻ cho gọn gọn trong cái phần hôm nay. Mình cũng ráng tu cho Phật pháp thâm sâu vi diệu lắm. Đức thầy ra đời, ngài đã cho biết trước là cảnh khổ thảm chiều mơ sẽ đến, sao văn còn chiếu mến chẳng mê đó. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê mà nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Nó kế bên rồi. Thôi bây giờ chúng ta phải cũng như là huynh đệ chúng ta gặp gỡ hôm nay tới đây cũng dừng lại để chúng ta thấy những cái cảnh khổ nó là chúng ta nghe bao nhiêu đó là mình giác ngộ mình tu cho gấp đi, chứ không có lần nào nữa đâu. Trải thời kỳ là khó gặp đặng ta là chỗ đó đó. Cho nên thì đến đây cũng cầu chúc cho toàn thể chư quý vị được một ngày an lạc và vui vẻ và tinh tấn tu hành. Tới đây cũng dứt giảng kinh. Nam mô A Di Đà Phật.